Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Mặc Vũ Vân Gian đang phát sóng trên Youku. Sau 6 năm bị chê là ngôi sao chỉ có một tác phẩm nổi tiếng duy nhất, tưởng chừng như đã bị giới giải trí khắc nghiệt đào thải, Ngô Cẩn Ngôn lại bất ngờ hot trở lại một lần nữa. Bộ phim Mặc Vũ Vân Gian không chỉ giúp nữ diễn viên sinh năm 1990 làm nóng tên tuổi, mà còn giúp cô tìm thấy mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Trong video này, hãy cùng Cbiz Film nhìn lại hành trình kỳ diệu này của Ngô Cẩn Ngôn nhé! Đôi nét về Ngô Cẩn Ngôn. Nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bắt đầu học vũ đạo khi 3 tuổi. Đến năm 2000, cô thi vào Học viện Múa Bắc Kinh chuyên ngành múa ballet. Năm 2007, cô tham gia đoàn múa ballet quốc gia Trung Quốc. Sau đó cô bị chấn thương và phải ngừng múa. Đến năm 2009, Ngô Cẩn Ngôn đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa biểu diễn hệ chính quy. Ngô Cẩn Ngôn chính thức đến với sự nghiệp diễn xuất từ năm 2010 khi góp mặt trong bộ phim hài cổ trang Cổ Kim Lục Nhân Hành. Sau đó cô góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Lực Vạn Vật Hấp Dẫn năm 2011, Thanh Hải Hoa Nhi năm 2012, Phong Hỏa Giai Nhân năm 2013, Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt năm 2014, Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ 2015. Dù tham gia khá nhiều phim và sánh vai với nhiều ngôi sao lớn, nhưng tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa thể tỏa sáng. Chỉ đến khi vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lực nổi đình nổi đám thì cái tên Ngô Cẩn Ngôn mới được nhiều người biết đến hơn. Năm 2018, bộ phim Diên Hy Công Lược do Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Tần Lam đóng chính đã oanh tạc màn ảnh nhỏ châu Á. Nền tảng Sina đã chứng nhận Diên Hy Công Lược là phim truyền hình có nhiệt độ cao nhất, bùng nổ nhất màn ảnh nhỏ năm 2018. Chỉ sau vài ngày phát sóng, phim đã thu về những thành tích đáng ngưỡng mộ khi đã bán bản quyền cho 70 nước và vùng lãnh thổ. Tổng lượt xem của tác phẩm lên tới 15 tỷ, trung bình một ngày có hơn 700 triệu lượt xem. Sự thành công của phim trở thành bệ phóng vững chắc cho dàn diễn viên chính. Các diễn viên như Tần Lam, Nhiếp Viễn quay trở lại thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, liên tục có nhiều lời mời đóng phim. Riêng hai diễn viên mới Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải thì đã thành danh trong một đêm. Ngô Cẩn Ngôn sau Diên Hy Công Lược đã không còn ngụp lặn ở những vai phụ, cô trở thành nữ chính cho các dự án lớn của nhiều nền tảng. 6 năm kể từ khi Diên Hy Công Lược phát sóng nhưng thành tích đáng nể của phim vẫn chưa có tác phẩm nào vượt qua được. Khán giả cho rằng, với xu hướng phim ảnh hiện nay thì rất khó để có một bộ phim vượt qua thành tích của bộ phim đình đám này. Bị mỉa mai là ngôi sao chỉ hot một lần. Sau thành công của Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục công phá thị trường phim cổ trang với những dự án như Hạo Lan Chuyện Đóng cùng Nhiếp Viễn và tái hợp với Hứa Khải trong Thượng Thực. Tuy nhiên, các dự án này không được khán giả đón nhận. Những gương mặt quen thuộc từ Diên Hy Công Lược và mô típ kịch bản dập khuôn đi theo lối mòn nữ chính là cung nữ rồi gặp gỡ và yêu đương với hoàng đế đã khiến người xem ngán ngẩm. Sự thất bại của Hạo Lan Chuyện và Thượng Thực cũng dần khiến Ngô Cẩn Ngôn ngại đóng phim cổ trang. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu tham gia vào các dự án phim hiện đại như Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa, Em Là Đáp Án Của Anh, Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi. Nhưng các bộ phim này vẫn tiếp tục nhận về thành tích bết bát. Cũng vì vậy, từ năm 2021 Ngô Cẩn Ngôn ít nhận được vai diễn hơn. Trong khoảng thời gian gần 2 năm sau đó, Ngô Cẩn Ngôn bị các nhà sản xuất ghẻ lạnh, đến đóng vai phụ cô cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm bình hoa di động, hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ. Kỹ năng diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn khi đó chỉ quanh đi quẩn lại hai thái cực, khoa trương quá mức hoặc đơ cứng. Ở hoàn cảnh đói phim, Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể xuất hiện trong các show truyền hình hoặc tham dự các sự kiện. Năm 2022, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 2, là thí sinh được đánh giá cao trong show, nhưng chừng đó là chưa đủ để nữ diễn viên lấy lại độ hot tên tuổi. Do không có nhiều hoạt động hay sản phẩm nghệ thuật nổi bật, địa vị của nữ diễn viên ngày càng giảm sút so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa và đàn em, và gặp khủng hoảng nghiêm trọng về diễn xuất vào thời điểm đó. Học lại diễn xuất để cứu vãn sự nghiệp. Theo biên kịch Vu Chính, cũng là ông chủ của công ty Hoan Ngu, Ngô Cẩn Ngôn đối với tình cảnh ảm đạm của mình cũng hoang mang, hụt hẫng rất nhiều. Từng có thời điểm, cô nhận hơn 30 kịch bản, quay phim dồn dập. Tuy nhiên, theo thời gian, dự án đến tay nữ diễn viên không chỉ ít đi mà còn liên tục hứng chịu chỉ trích từ khán giả vì năng lực yếu kém. Để cứu vãn danh tiếng, Ngô Cẩn Ngôn tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Đây là quyết định khó khăn đối với sao nữ lẫn công ty quản lý. Tuy nhiên, biên kịch Vu Chính cho rằng lựa chọn tạm gác lại công việc là đúng lúc và nên làm đối với nữ diễn viên. Vu Chính cũng nói thêm rằng Ngô Cẩn Ngôn thời điểm đó đang gặp nút thắt trong diễn xuất.
Đây là khủng hoảng chưa từng có đối với nghệ sĩ mà anh nâng đỡ. Danh tiếng của cô đang tiêu cực quá mức. Nếu tiếp tục đóng phim, e rằng Ngô Cẩn Ngôn càng bị khán giả bài xích và vĩnh viễn mất đi cơ hội làm lại sự nghiệp. Cũng vì lý do này mà một khoảng thời gian khá lâu sau đó, Ngô Cẩn Ngôn gần như mất hút khỏi showbiz. Cô dành thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất cùng đàn chị Hách Lôi, quan sát cuộc sống, bồi dưỡng thêm đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Vực dậy sự nghiệp nhờ Mặc Vũ Vân Gian. Tháng 5 năm 2023, Ngô Cẩn Ngôn vào đoàn phim Mặc Vũ Vân Gian. Tuy nhiên, dự án này cũng không được coi trọng do là sản phẩm Cây Nhà Lá Vườn do chính công ty Hoan Ngu Ảnh Thị sản xuất, kinh phí và chất lượng của dự án chỉ được xếp ở mức trung bình. Thế nhưng, vào mùa hè 2024 khi phim được lên sóng, tác phẩm cổ trang chủ đề báo thù này lại bất ngờ gây sốt khắp mạng xã hội và đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng. Phim phá mức nhiệt 10.000 trên Youku vào ngày thứ 3 phát sóng là bộ phim phá mốc nhiệt này nhanh nhất năm 2024 trên nền tảng Youku. Hiện tại, phim đang xếp thứ nhất trong các dự án phim chiếu mạng đang phát sóng. Thị phần lượt xem hiệu quả vân hợp của phim ngày càng tăng cao, lượt xem trung bình phá mức 75 triệu một ngày chỉ sau 5 ngày lên sóng. Dự kiến sẽ sớm phá mức 100 triệu lượt xem bình quân trên ngày trong thời gian tới. Những con số ấn tượng này giúp Mặc Vũ Vân Gian chính thức trở thành hắc mã màn ảnh đầu tiên của mùa hè năm 2024. Nhờ sức hút của Mặc Vũ Vân Gian, danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn được cải thiện đáng kể. Trên mạng xã hội xứ Trung, khán giả đánh giá rằng đây là dự án đại thành công thứ nhì trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Trong phim Mặc Vũ Vân Gian, Ngô Cẩn Ngôn được khen ngợi đã có sự cải thiện khá nhiều về diễn xuất. Cô tiết chế lối diễn xuất cường đại và gay gắt trước đây, có sự nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Nếu trong Thượng Thực, nhân vật Diêu Tử Khâm cô đóng bị đánh giá giống hệt với Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược, thì hình bóng nhân vật này hoàn toàn không còn trong Mặc Vũ Vân Gian. Chia sẻ từ các diễn viên và nhân viên của Mặc Vũ Vân Gian, trong suốt thời gian quay phim, Ngô Cẩn Ngôn luôn là người học thoại nhanh nhất, chuyên tâm nhất trên phim trường. Nữ diễn viên quyết tâm muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh mới của bản thân. Tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn trong Mặc Vũ Vân Gian cũng được nhận xét là khá thuận mắt, là một trong những yếu tố níu chân người qua đường khi xem phim. Sở hữu sắc vóc thanh mảnh và kinh nghiệm múa nhiều năm, Ngô Cẩn Ngôn đã lột tả vẻ đẹp mong manh của một mỹ nhân cổ trang đích thật. Lối đi mới cho sự nghiệp diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn. Vai diễn Tích Phương Phi được cho là rất phù hợp với Ngô Cẩn Ngôn. Người đẹp sinh năm 1990 có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mang tinh thần quật cường. Gương mặt của cô không đẹp theo kiểu ngây thơ, dịu dàng, mà là kiểu sẽ mạnh mẽ đáp trả những người chà đạp mình. Nhiều khán giả nhận định Ngô Cẩn Ngôn rất hợp với hình tượng nữ chính báo thù, tâm tư thăng trầm, phức tạp. Từ Diên Hy Công Lược đến Mặc Vũ Vân Gian, người xem khi nhìn cô đã cảm thấy cô không phải kiểu người sẽ chịu thua thiệt, do đó thích thú theo dõi hành trình báo thù của Ngô Cẩn Ngôn. Theo đó, công chúng cũng đặt kỳ vọng vào bộ phim Xuân Hoa Yếm mà Ngô Cẩn Ngôn hợp tác cùng Mỹ Nam cổ trang Lưu Học Nghĩa. Khi nhân vật nữ chính My Lâm trong Xuân Hoa Yếm cũng trải qua nhiều thăng trầm và đau đớn để báo thù cho cả gia đình và chính mình. Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ My Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng ý thức được rằng điều đó là không thể. Tuy vậy, cô vẫn mạnh mẽ sống vì biết chỉ khi còn sống mới có thể hướng tới mục tiêu được tự do. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rơi xuống vực thẳm khi gặp Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn từng coi cô như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác. My Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng cũng luôn bị lợi dụng, chịu tổn thương từ lần này đến lần khác. Hy vọng với những sự thành công nhất định từ Mặc Vũ Vân Gian, con đường sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!